cấp giáo viên mầm non cho thành phố. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết do chỉ tiêu thấp, điểm đầu vào ngành mầm non hiện khá cao, hai môn chính là ngữ văn và toán, mỗi môn phải đạt ít nhất từ 6,5 điểm trở lên. Năm nay trường tuyển